mấy mẹ con nó đóng cửa, đi bẹt nó ồn quá nên lên phòng nó mở máy lạnh nó nằm trên đấy. Có điện cho u à, thầy mới nhảy xong đang mệt đi kìa. Thầy đây thôi thôi chứ. Cái máy. Trời, tháo cái quần cặp cái ra kìa, ra kìa, rút ra. Đó, còn nhà con này có 2 kg rưỡi không? Con này có được 2 kg không? 6 mẹ này ra nữa. Kìa. Yeah. Con này không tìm được bạn gái à? Không tìm được chân lý à? Chân lý. Chân lý này không ra rồi. Chân lý một tuần ra được một lần thôi. Chào các bác đi rồi về. Chào các bác. Hôm nay bảo bố. Hôm nay bảo bố không ăn cơm nhá. Hôm nay bố ăn cơm nhà nhá. Mà mẹ vậy nghe chưa? Ngày nào thấy cũng tổng. Tháng 30 ngày thì đầy tổng 29 ngày. Bữa này ăn gì ta? Thì bà còn hôm nay đó, mai đi cố thì bà lên tới bố cố. Bữa này đông vui thì múc luôn đấy chứ. Chứ có thế thì có, còn thì bà mai chứ ngáo thì không có mặt rồi. Kết rồi. Ngày nào mà lại rồi. Cũng thì năm nào, ngày nào chả tổng kết. Tổng kết cho đến 3 ngày đi. Ờ 3 ngày đấy tổng kết đấy. Không táo cái trời thôi. Tổng kết là bữa đó cho để tôi truyền về. Đấy là đi về tổng 4 ngày. Trình cái gì nhỉ? Trình. Trình. Người xuống biển, người lên rừng. Cái đó em vòng 2 phát và vòng 2 phát đi, vòng 2 phát. Vòng 2 phát, đừng có kéo cái này nữa. Kéo chứ chứ sao mà đâu có hai đứa nó đã chơi con nít ở đâu là ở đâu chứ đúng không, mấy đứa trẻ con hai đánh con nhỏ không à, mười mấy tuổi bây giờ tí nó đi hướng nào mua đồ rồi này hay là không hẹn mà ra sống à, thứ hai còn kia gì nữa chưa, không ra từ sớm mà đây mà xong sếp bảo đi vào nhậu mà thôi còn mai bọn bổ để đi cùng anh con xin buổi không có nhậu nhẹt đâu điều đang thả ngoài bãi vậy. Không nhậu ở đây ra đây không phải à? Em toàn trốn nhậu cho mấy từ bữa thả diều rồi trốn nhậu không nói chưa có có rồi bị 2.8 rồi muốn gì nữa hết được 9 giờ về thôi cùng lắm là 9:30 xuống hết kiểu nhá anh em không có mà tệ ra tết nhà không được lên.